Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 513 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 36 KH-UBND. Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hóa kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Ngọc Lặc. Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1 tháng 6. Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động hai vụ án hình sự xảy ra tại xã Minh Sơn. Tin về một số hoạt động khác, sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 513 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 36 của Ủy ban nhân dân huyện. Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đại diện phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán, địa chính, văn phòng các xã thị trấn, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua quyết định và kế hoạch về việc phê duyệt dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 513 ngày 2 tháng 5 năm 2012. Nhằm thực hiện việc phân chia các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia, xây dựng hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp, đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác pháp lý và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong cả nước, vùng lãnh thổ từng địa phương. Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã thị trấn phải xác định đây là mục đích lớn của Đảng và Nhà nước về vấn đề chủ quyền bảo vệ quốc gia. Thành lập ban chỉ đạo cấp xã, trong đó chủ tịch xã là trưởng ban, chỉ đạo tổ chức rà soát lại vị trí mốc trên thực địa và trên bản đồ, cắm bổ sung thêm mốc địa giới hành chính, loại bỏ những mốc đã cắm chưa phù hợp với các tiêu chí cắm mốc. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2014, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do thầy Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thị sát việc tổ chức thi tại 3 hội đồng coi thi của huyện Ngọc Lặc. Cùng đi với đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có các đồng chí trong ban chỉ đạo thi tốt nghiệp của tỉnh. Về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Phạm Hùng Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp huyện Ngọc Lặc, đồng chí Phạm Thị Ngân, trưởng phòng giáo dục huyện. Đoàn kiểm tra tại các hội đồng coi thi như trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, Trung học phổ thông Ngọc Lặc và Trung học phổ thông Lê Lai. Sau khi kiểm tra tại các hội đồng coi thi, đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các hội đồng trong việc chuẩn bị cũng như các phương án xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Mặc dù đây là năm đầu tiên Bộ tổ chức một kỳ thi với nhiều môn tự chọn, song huyện Ngọc Lặc đã thực hiện khá nghiêm túc, bài bản và linh hoạt. Công tác chuẩn bị phòng chờ cho các thí sinh khi tham gia các môn tự chọn được đảm bảo. Trong quá trình kiểm tra, đoàn nhận thấy tại các hội đồng thi không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác an ninh trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhiều thí sinh làm được bài và hứng thú với cách ra đề năm nay của Bộ, nhất là đối với môn ngữ văn. Sau khi kiểm tra thực tế tại các hội đồng coi thi, đoàn đã có buổi làm việc với chủ tịch các hội đồng thi của 3 hội đồng coi thi của huyện Ngọc Lặc. Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu các hội đồng không được chủ quan ở bất kỳ một khâu tổ chức nào, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực lưu giữ đề thi, bài thi và chuyển đề thi đến các phòng thi. Với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, Sở chỉ đạo các hội đồng coi thi có phương án đề phòng sự cố mất điện xảy ra, đồng thời bố trí phục vụ nước uống cho thí sinh và đảm bảo các điều kiện cần thiết về y tế, tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2014, các đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Hùng Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm và động viên các hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện Ngọc Lặc,
Cùng đi có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện. Thăm động viên tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, Trung học phổ thông Ngọc Lặc và Trung học phổ thông Lê Lai, các đồng chí lãnh đạo huyện đã được nghe các hội đồng thi báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra theo tinh thần an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Thăm tặng quà và động viên các hội đồng thi tốt nghiệp của huyện Ngọc Lặc, các đồng chí lãnh đạo huyện mong muốn các hội đồng thi sẽ làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ thi được diễn ra đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đoàn công tác thay mặt cho Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lặc đã đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi xã Kiên Thọ. Thay mặt đoàn công tác của huyện, đồng chí Cao Viết Trường chúc các cháu thiếu nhi có một mùa hè bổ ích, an toàn, lành mạnh. Đồng thời một lần nữa, đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của thiếu nhi, coi đây là nhiệm vụ quan trọng quyết định tương lai của đất nước. Đồng chí cũng mong muốn chính quyền và các đoàn thể chính trị, đặc biệt là đoàn thanh niên xã Kiên Thọ, sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi kết hợp giáo dục tinh thần tự học tại nhà, thu hút các cháu thiếu nhi tham gia trong dịp nghỉ hè. Nhân dịp này, đồng chí Cao Viết Trường cũng đã trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó của xã Kiên Thọ. Hy vọng với sự động viên kịp thời này, các cháu sẽ không ngừng phấn đấu, trở thành tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó của thiếu nhi huyện nhà. Cũng nhân sự kiện này, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thọ đã tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2014 với chủ đề Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đi thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại xã Nguyệt Ấn. Tại đây, thay mặt lãnh đạo huyện và đoàn công tác của huyện, đồng chí Bùi Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã biểu dương những thành tích của địa phương cũng như các nhà trường đóng trên địa bàn xã đã đạt được trong những năm qua. Nhân dịp Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí đã tặng 5 suất quà và chúc các cháu thiếu nhi vui khỏe, chăm ngoan học giỏi và có một mùa hè bổ ích, vui tươi, lành mạnh, an toàn. Chúc các thầy cô giáo đoàn kết thi đua dạy tốt để xứng đáng, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Đồng thời cũng nhân dịp này, đồng chí mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn đang xem chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Tiếp sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 6 năm 2014, được sự nhất trí của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện Ngọc Lặc phối kết hợp với Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lực lượng cơ sở là các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thượng tá Nguyễn Thiện Thuận, Phó trưởng phòng BC66, Công an tỉnh dự và chỉ đạo lớp học, Thượng tá Lê Minh Phong, Phó trưởng Công an huyện khai mạc. Trong thời gian 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, các học viên được trang bị những kiến thức về tình hình cháy nổ và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, nội dung cơ bản của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp luật khác về công tác phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình, phòng cháy chữa cháy rừng, quy trình tổ chức công tác chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, bảo quản phương tiện chữa cháy và công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên gồm điện, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, ô tô, xe máy. Kết thúc phần học lý thuyết, các học viên sẽ tham gia học thực hành về sử dụng vòi phun chữa cháy, các loại bình chữa cháy dập lửa và công tác sơ cứu ban đầu người bị nạn. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố làm phát sinh cháy nổ, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống khi có sự cố xảy ra. Sáng 31 tháng 5 năm 2014, Huyện đoàn Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2014. Dự tại hội nghị có các đồng chí Quách Văn Thọ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện, phó ban thường trực xuất khẩu lao động của huyện.
Tại hội nghị, hơn 350 đoàn viên thanh niên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đã được các công ty tư vấn cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm cho thanh niên hiện tại thị trường các nước Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait và khóa đào tạo để trở thành thợ hàn công nghệ bậc cao 3G và 6G làm việc tại các dự án dầu khí và nhiệt điện trong và ngoài nước, đồng thời là nguồn phục vụ cho công trình trọng điểm quốc gia khu công nghiệp Nghi Sơn, Thanh Hóa, các dự án dầu khí, đóng tàu và các công trình thủy điện lớn khác. Cũng tại hội nghị, đại diện cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ngọc Lặc, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông báo về chủ trương chính sách cho vay, điều kiện và đối tượng cho vay đi xuất khẩu lao động. Hội nghị là dịp để các đoàn viên thanh niên tiếp cận với các thông tin và chính sách của huyện, của tỉnh và của nhà nước về công tác xuất khẩu lao động, đồng thời là dịp để các đoàn viên tìm hiểu sâu hơn thị trường lao động tại các nước, từ đó có lựa chọn và định hướng công việc cho tương lai. Thông qua công tác xuất khẩu lao động, không những tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm mà còn có thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động công khai vụ án hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Minh Sơn. Vụ thứ nhất, bị cáo Lê Xuân Huệ, sinh năm 1984, địa chỉ xóm 7, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, và bị cáo Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1985, địa chỉ thôn Quyết Thắng, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ngọc Lặc truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hồi 22 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2014, Tổ công tác đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang tại phòng hát số 4 quán karaoke Phương Linh thuộc thôn Minh Liên, xã Minh Sơn, có một số đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Lê Xuân Huệ, Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Thị Dung, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Vạn Sơn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, và một số đối tượng khác. Tang vật thu được gồm một gói nhỏ ma túy đá 0,24g và các dụng cụ phục vụ cho sử dụng ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Xuân Huệ khai nhận đã thuê taxi chở các đối tượng nêu trên đi từ thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, lên quán karaoke Phương Linh, xã Minh Sơn, trực tiếp thuê phòng hát. Sau khi vào phòng, Huệ đã dùng chai nước có sẵn ở trong phòng tự chế thành một bộ cóng sử dụng ma túy đá. Sau khi chế xong, Huệ lấy ma túy đá mang theo trong người ra mời mọi người sử dụng và đưa ma túy đá cho Dũng để cùng nhau sử dụng. Dũng đã bỏ ma túy đá vào cóng, đồng thời dùng bật lửa khò cho Dung và Huệ sử dụng. Sau đó Huệ lại dùng bật lửa khò cho Dũng sử dụng ma túy. Còn các đối tượng khác ngồi hát không sử dụng ma túy. Hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Huệ 7 năm tù giam và bị cáo Dũng 4 năm tù giam. Vụ thứ hai, xét xử đối với bị cáo Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1980, nơi ở thôn Minh Thành 2, Xuân Bái, Thọ Xuân, về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Khoảng 12 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2013, trên đường đi từ thôn Minh Thành 2, Xuân Bái, Thọ Xuân đến thôn Minh Thái, xã Minh Sơn, khi đến đường rẽ vào đền Trung Túc Vương Lê Lai, anh nhặt được một khẩu súng tự chế khi sử dụng có tính năng tương tự như vũ khí quân dụng, nhưng anh không giao nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà tự cất giấu vào trong người. Đến 13 giờ cùng ngày, bị cáo Anh đến nhà ông Phạm Khắc Luận, thôn Minh Thái, xã Minh Sơn. Bị cáo dùng khẩu súng trên để đe dọa ông Luận. Khi ông Luận bỏ chạy thì bị cáo Anh đã nổ súng bắn vào cẳng chân phải của ông Luận gây thương tích. Hành vi cất giấu sử dụng vũ khí tự chế không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của bị cáo Anh đủ yếu tố cấu thành tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ông Luận bị bắn gây thương tích nhưng có đơn từ chối giám định tổn thương sức khỏe nên không có căn cứ để xem xét về hành vi gây thương tích của bị cáo. Qua điều tra và xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Anh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tòa án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Anh sinh năm 1980 bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Qua hai cái vụ xét xử thì cô thấy đúng là cũng đúng rồi, không có còn gì nữa là thắc mắc.
người ta xử là đúng người, đúng tội đi. Đấy, cảm nhận của cô thì rút kinh nghiệm ra. Ví dụ là mình ai cũng thấy đó rồi, cái nào thì phải thì mình thực hiện, mà trái thì mình đừng có phạm pháp nữa mà nói nhà bảo là rồi lại làm phiền đến pháp luật. Thì riêng bọn tôi bây giờ là người dân để xem đại diện coi là có người có xã Mỹ Sơn hoặc là Thanh Hóa mình, thì bây giờ coi như là đúng xét xử theo tòa án về pháp luật, có xét xử là đều là đúng, chứ này không có vấn đề sai. Còn để xét xử cho mà công bằng, đúng người đúng tội, và trên cả pháp luật mọi người để mà xem những cái việc làm sai trái, đúng người đúng tội. Việc đưa những vụ án trọng điểm, những vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm xét xử lưu động công khai tại các xã thị trấn trong huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án, đã góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn dân cư, cũng như góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.